Sao anh em, mình đang có hai chiếc điện thoại mà hiện tại bây giờ đang bán với mức giá chỉ có hơn 3 triệu ở đây nhá. Thì anh em nhìn anh em có thể biết luôn đấy, đây là Vsmart Active 3, vừa mới ra mắt của Vsmart luôn. Hàng Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam nhá. Đây là chiếc Redmi Note 8, một sản phẩm của hãng Xiaomi, một sản phẩm là gần như là được bán chạy nhất của Xiaomi thời điểm hiện tại. Giá hiện tại cũng chỉ hơn 3 triệu thôi. Cụ thể như thế nào ấy thì anh em hãy vào đường link mình để ở phía dưới mô tả nhá. Website mình là mn.vn, và trong đấy thì anh em có thể vào để xem những sản phẩm khác đang hot tại thời điểm hiện tại với giá cực kỳ là rẻ luôn, cực kỳ là tốt luôn. Đấy thì ngày hôm nay thì mình để hai chiếc máy này đây cũng như một lần thôi, mình sẽ đánh giá và sẽ so sánh thử xem hai chiếc máy này nó sẽ như thế nào. Vsmart thứ ba anh em cũng biết đấy, đây là một trong những sản phẩm mới ra mắt và là sản phẩm tràn viền với camera thuộc thòa đầu tiên của hãng Vsmart luôn. Và nếu thời điểm hiện tại thì nó là sản phẩm camera thuộc thòa với mức giá là tốt nhất, chỉ có hơn 3 triệu thôi, chỉ có hơn 3 triệu thôi anh em nhé. Màn hình 6,39 inch, nó cũng rất là giống mặt trước, rất là giống với sản phẩm Redmi K20 của Xiaomi với mức giá hiện tại mình đang bán hơn 5 triệu. Một sản phẩm của Việt Nam mà giá rất là tốt như vậy. Cấu hình thì nó cũng ở mức độ bình thường thôi. Cụ thể hơn thì ở đây mình có phiên bản là 4GB RAM, bộ ở trong là 64GB. Bên này thì mình cũng có một chiếc Xiaomi với bộ nhớ RAM là 4GB và bộ ở trong là 64GB nhá. Thì mình so sánh nó mới 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 cùng mới mới gọi là gì, gọi là công bằng được đúng không anh em? Đấy thì sơ qua như thế rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp và trải nghiệm thực tế luôn cho anh em xem nhá. Ok, bỏ cái hộp sang hai bên này. Đó, mà mình sẽ bóc hộp anh em xem. Vâng, thì đây anh em nhé, không cần nói gì nhiều về thiết kế đó, bởi vì rất nhiều anh em đánh giá rồi. Redmi Note 8 thì mình đã làm nhiều video rồi đúng không anh em? Sản phẩm Active 3 thì ở đây mình có cái sản phẩm màu xanh ngọc, còn Note 8 thì mình có một sản phẩm là màu xanh nước biển anh em nhé. Đây chúng ta có thể nhìn qua Active 3 này có logo của Vsmart đây, chúng ta có thể nhìn thấy tên Vsmart này. Đấy, cảm ứng vân tay đằng sau rồi chúng ta có nhìn thấy rồi. Camera là 4 camera, 3 camera anh em nhé, 3 camera. Để flash ở đây này, chúng ta có thể nhìn thấy là camera ở ghi đây là 48 megapixel, thì cũng giống tương tự như là camera của chiếc Redmi Note 8 cũng là 48 nhé. Mà trước chúng ta phải nhìn này, rất là giống với sản phẩm Redmi K20 đúng không? Đó, chúng ta có thể nhìn qua nhá, camera thu thò nhá, chúng ta nghe này, mình rất thích cái tiếng camera thu thò của sản phẩm này luôn. Đó, chúng ta có thể nghe tiếng tít tít nhỏ nhỏ không? Đó, tít tít đấy. Nhưng mà camera nhìn hơi cú bắp, chúng ta nhìn này. Camera nó nằm lại không cân, chúng ta có thể nhìn thấy nó nằm tận dưới này. Và nó cái camera thì cái cụm này thì rất là to, camera bé tí ở đây mình không không thích cái này một tí nào cả. Nó làm đẹp như K20 thì tốt, nhưng mà không 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 đẹp bằng. Cái này mình không thích. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy màn hình tràn viền 6,39 inch này, rất to luôn. Đấy, rất sướng luôn đúng không? Đây, về thiết kế thì không còn nói nhiều nữa, bởi vì sản phẩm này rất là đẹp luôn. Đấy, tích hợp rất là nhiều công nghệ, rất là nhiều tiện ích ở trên này luôn. Vậy mình không nói qua, không nói kỹ vào đấy làm gì cả, bởi vì ngày hôm nay mình chỉ làm so sánh hai sản phẩm này thôi đúng không? Sản phẩm Redmi Note 8 chúng ta đều biết hết rồi đúng không? Sản phẩm Redmi Note 8 thì chúng ta đều biết hết rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ cùng xem qua cấu hình cụ thể xem nó là như nào nhá. Chúng ta cùng xem nhá. Ok, mình sẽ có cái phần mềm AnTuTu Benchmark đấy. Thì mình sẽ chủ yếu là mình sẽ chạy AnTuTu Benchmark để xem điểm cụ thể nó sẽ hai sản phẩm sẽ là như nào. Thì đầu tiên mình sẽ vào để mình kiểm tra xem cấu hình hơn một chút nhá. Đây, chúng ta cùng xem này. Đây, sản phẩm Redmi Note 8 đây thì hiện tại vẫn là ROM gốc của Trung Quốc và chưa có tiếng Việt. Sản phẩm Redmi Vsmart Active 3 thì là sản phẩm của Việt Nam rồi, chúng ta sẽ có tiếng Việt đầy đủ hết luôn. Bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Ở đây thì chúng ta thêm mẫu sẽ xem là tên Active 3 này. Ở đây thì chúng ta có xe Redmi Note 8 đúng không? CPU cụ thể hơn ấy thì chúng ta sẽ cùng thấy là CPU của Active 3 là CPU của MediaTek Helio P60. Đây là sản phẩm CPU của Trung Quốc. Thì cá nhân mình thì sẽ không thích cái CPU lắm, nhưng mà hiệu năng của nó khá là tốt đấy. Tí mình sẽ chạy trực tiếp như thế nào. Note Redmi Note 8 thì sử dụng CPU Snapdragon 665, một CPU rất là nổi tiếng luôn ở trong phân khúc giá rẻ đúng không anh em, rất là nổi tiếng luôn nhá. Chip đồ họa của hai sản phẩm này thì trên Active 3 sẽ là Mali G72 M13, còn trên chiếc Redmi Note 8 sẽ là Adreno 610 nhé. Độ phân giải màn hình đều là Full HD. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhìn ở trên phần mềm AnTuTu Benchmark này, có lẽ là cái sản phẩm Red Vsmart Active 3 nó không nổi tiếng cho lắm ấy, thì là chúng ta sẽ cùng nhìn thấy cái thông tin camera sẽ sai sai một chút ở đây rồi. Chúng ta sẽ cùng thấy camera sau của Vsmart Active 3 trên AnTuTu ấy thì nó ghi là 4 camera, trong đó là 12, 1,9, 8 và 12. Nhưng cụ thể thì ở trên Vsmart nó thông người ta công bố chỉ là 3 camera thôi anh em. Ở cụ thể trực tiếp là chúng ta nhìn thấy 3 camera thôi. Và độ phân giải lên đến 48 megapixel cơ, chứ không phải là 4 camera, độ phân giải chỉ 12 nhá. Phần mềm này sẽ đánh giá về camera của Vsmart là hơi sai một chút, bởi vì đây có lẽ là sản phẩm không nổi tiếng lắm đúng không anh em.
so với thế giới thôi, ở Việt Nam mình nổi tiếng rồi. Đấy, chúng ta cũng sẽ cùng thấy là camera sau của Redmi Note 8 sẽ là 48 megapixel và 4 camera nhá. Đấy, bộ trong của sản phẩm này, hai sản phẩm này đều là 64GB nhá. Đấy, RAM đều là 4GB anh em này. Đó, chúng ta nhìn thấy RAM đều 4GB không? Tốc độ truy xuất thì là RAM của Vsmart Active 3 sẽ là 1800MHz. Trên Note 8 sẽ là 1866MHz, không khác nhau là mấy đâu. Chúng ta cũng có thể nhìn sơ qua về CPU này. CPU đều là 48 bit và đều có 8 lõi. Tốc độ CPU là hai sản phẩm này xem nhau đều là 2.0GHz nhá. Đó, chúng ta nhìn đây. Đấy, về qua màn hình này, chúng ta đều thấy là màn hình là Full HD. Đấy, tỷ lệ refresh của màn hình đều là 60-61Hz. Và màn hình của chiếc Vsmart Active 3 này chúng ta sẽ thấy là 6.39 inch này, trên Note 8 sẽ là 6.3 inch, xem nhau thôi. Mật độ đẹp ảnh của Vsmart Active 3 sẽ là 480 dpi, trên Note 8 chỉ là 440 thôi, thua nhau một chút, nhưng mà mắt thường chúng ta sẽ không cảm nhận được nhiều đâu, đúng không? Đó, xem mình sẽ không nói rõ về cái này một nha nữa nhá, mình sẽ chạy AnTuTu xem cụ thể sẽ là như nào. Thì mình nói sơ qua về AnTuTu để cho anh em là chứ biết này, đây là một phần mềm được phát triển với nhiệm vụ chỉ là đánh giá những chiếc smartphone thôi. Nó sẽ chạy những giả lập như trình 3D này, chơi game này, tất cả mọi thứ, lướt web, tất cả mọi thứ sử dụng ấy, để đánh giá điểm số của một chiếc máy dựa trên thang điểm của AnTuTu. Nó rất là chính xác anh em nhé. Nếu đấy là những sản phẩm của chính hãng sẽ rất là chính xác, và cho điểm số thì cụ thể những chiếc máy hiệu năng nó sẽ là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng cảm nhận nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe qua loa một chút nữa, tranh thủ nghe qua loa một chút, bởi vì bước tiến hành này nó sẽ rất là lâu, mất khoảng 2 phút rồi anh em ạ, 10-2 phút nhá. Chúng ta sẽ cùng nghe qua loa của Note 8 này, mình sẽ bật hết cỡ lên nhá. Đó, các bạn nghe không, loa rất là to luôn, Vsmart Active 3 nhá. Mình phải nói thật một điều là trên Redmi Note 8 loa có vẻ như là trầm mà tốt hơn trên Vsmart Active 3 anh em ạ. Đó, các bạn nhìn đây, có vẻ trầm mà tốt hơn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhá, mình sẽ tua nhanh một chút để cho anh em đỡ mất công. Ok, chúng ta cùng chờ nhá. Ok, chạy xong nha. Sau khi chờ đợi tầm khoảng 10 phút ấy, thì chúng ta đã chạy xong và chúng ta đã có điểm ở đây. Thì hai sản phẩm này nó cũng siêu nhau thôi. Cụ thể hơn thì Vsmart Active 3 thì hơn điểm một chút. Có tổng số điểm là 178.130 nha. Trên Note 8 thì 174.857. Hai số điểm này thì cũng thuộc dạng xem thôi, không hơn nhau là mấy. Và chỉ ở mức độ trung bình so với những máy khác thôi. Đó, thì cụ thể hơn về chi tiết hơn ấy, thì chúng ta sẽ cùng thấy này. CPU P60 có điểm số sẽ nhỉnh hơn CPU Snapdragon 665 là 72 so với 71.000. GPU thì trên GPU Adreno 610 sẽ cao hơn GPU G3 G72. Đó, bộ nhớ truy xuất thì chúng ta cũng sẽ thấy là truy xuất bộ nhớ thì ở trên Vsmart Active 3 sẽ tốt hơn, cho 39.000 điểm. Bên Note 8 chỉ cho 37.000 điểm thôi. UX thì là trên Vsmart Active 3 rất là tốt, là 37.000, so với Note 8 chỉ là 33.000 thôi. Cái điểm số này chúng ta chỉ mang tính tham khảo thôi nhé. Hai điểm số xem nhau như thế này, chỉ hơn nhau một chút như này ấy, thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ dùng máy cũng gần như là tương tự như nhau. Dùng máy là tương tự như nhau rồi. Thì mình chỉ chạy AnTuTu để mang tính cho anh em xem qua thôi. Cụ thể hơn nữa thì bây giờ mình sẽ cùng khởi động
những game và tốc độ của những chiếc máy này, xem là sản phẩm, những sản phẩm này chúng ta sẽ khởi động chiếc máy nào sẽ là nhanh hơn trong công việc chúng ta sử dụng thực tế nha. Mình không tắt hay là không bật hay là không làm bất cứ một cái thủ thuật gì cả, mình chỉ bật máy lên và sử dụng bình thường thôi. Thế nên là anh em xem và anh em cùng đánh giá cùng mình nhá. Bây giờ mình sẽ cùng vào website thử xem là chiếc máy nào sẽ load website nhanh hơn, đều trên Chrome và đều cùng kết nối một đường truyền mạng anh em nhá. Ok, sẽ bỏ qua đây. Bây giờ mình sẽ vào một cái website nhá, mình sẽ vào cụ thể là website sản phẩm bên mình đi, msm.vn, msm.vn nhá. Mình sẽ cùng chạy này. Chúng ta có thể nhận thấy điều một điều ấy là trên Vsmart đã load xong rất là lâu rồi. Cái việc này cũng khó bởi vì là sản phẩm Note 8 này ứng dụng Chrome mình cài vào thôi, chứ tại vì là mặc định theo nó là bản ROM Trung Quốc nó sẽ không Chrome. Thế là rất là khó đánh giá cho cái việc này. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng load thử một trong web khác xem là như thế nào nhá. Trên chiếc Vsmart thứ 3 thì cài mặc định là sẽ có Chrome rồi. Đây, mình sẽ vào một web báo anh em hay đọc đi, là báo Dân Trí đi. Đây mình sẽ tìm kiếm Dân Trí nha. Tìm kiếm luôn nha. Cùng vào nhá. Đây, chúng ta sẽ cùng tìm kiếm Google này. Đấy, trên Vsmart thứ 3 vẫn load nhanh hơn nhá. Bây giờ mình sẽ vào cụ thể báo nhá. Vào thì chúng ta sẽ thấy là load gần gần xem nhau. Đó. Thì bây giờ tốc độ load web thì mình cũng không nói nhiều nữa, bởi vì là có thể là do Vsmart được cài trực tiếp mà Chrome lên, còn trên chiếc Note 8 mình chỉ cài lậu vào thôi, bởi vì trên ROM gốc Trung Quốc ấy, thì người ta không cho cài Google đúng không? Đó, tốc độ load web thì cũng không nói được nhiều cái gì cả. Ok, bây giờ mình sẽ thoát ra này. Mình sẽ vào thử một game này, thoát sẽ kiểm tra đa nhiệm xem như nào nhá. Anh em này. À, trên đa nhiệm chúng ta vẫn đang chạy những ứng dụng như này. Đó. Ba ứng dụng đúng không? Và bây giờ mình sẽ cùng khởi động game là game PUBG đi, game mà anh em hay chơi nhé. Chút nữa mình sẽ chơi thử xem hai cái máy này sẽ là như nào. Cùng vào nhá. À, chúng ta có thể nhìn thấy là Vsmart xoay sang và dừng lại màn hình chính một lúc rồi bắt đầu mới vào game. Trên Note 8 đã vào được rồi đúng không? Hai phiên bản này là hai phiên bản khác nhau một chút, bởi vì là trên chiếc Note 8 thì chúng ta sẽ không cài được trên PUBG, rất là khó cài trên Google Play, mình sẽ đã cài ở bên ngoài. Nhưng mà cũng tương tự thôi, chúng ta sẽ cùng xem nhá. Tốc độ load và hai game này cũng sẽ tương tự như nhau, chỉ lệch nhau một chút thôi. Nhưng trên chiếc Vsmart Active 3 chúng ta đã load nhanh hơn đấy anh em ạ. Đó, chúng ta nhìn thấy nhá. Trên Vsmart Active 3 chúng ta sẽ load nhanh hơn một chút. Ok chưa? Bây giờ mình lại thoát ra này. Chút nữa thì mình sẽ vào chơi nhá. Bây giờ mình sẽ load một cái game offline đi. Một cái game offline nhá. Chúng ta sẽ load một game offline này. Mình sẽ load cái game Candy Crush nhá. Anh game này anh em chơi cũng tương đối là nhiều này. Đó. Một game của King. Thì ngay từ trên này các bạn có thể nhìn thấy này. Màn hình của chiếc Vsmart rất là tươi luôn. Trên cái game đa màu sắc như cái game Candy Crush này chúng ta có thể nhìn thấy này. Màu sắc của Vsmart rất là tươi, rất là đẹp luôn. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Màu sắc của Note 8 thì nhạt nhạt hơn một chút. Mình thích cái màn hình của Vsmart. Đó, chúng ta nhìn thấy là từ đó các game cũng Vsmart sẽ nhỉnh hơn một chút xíu nhá. Bây giờ mình sẽ vào một cái game zombie Tsunami nhá. Ok. Đó, hai game thì trên Vsmart nó nhanh hơn một chút. Và chúng ta có thể thấy là cái điểm AnTuTu Benchmark nó cũng cho một cái đánh giá rất là thực tế đấy, là khi AnTuTu Benchmark của chiếc Vsmart Active 3 nó nhỉnh hơn thì chúng ta sẽ có thể nhận thấy là một điều là nó load ứng dụng và load game ở trên chiếc Active 3 cũng nhanh hơn một chút nhá. Bây giờ thì mình sẽ cụ thể hơn thì mình sẽ vào chơi game thử xem thế nào anh em nhá. Mình sẽ vào mình chơi thử game trên PUBG nhá. Ok, hai cái máy đã được cài rồi, mình sẽ vào luôn nào. Đó. À, chúng ta là nhìn thấy này. Một điều là trên màn hình của Vsmart Active 3 nó sẽ sặc sỡ hơn một chút. Và mình thích cái màn hình sạc sỡ như này, cảm giác rất là cao cấp nhá. Tràn viền, cảm giác như màn hình của chiếc Redmi K20 đúng không? Đó, chúng ta cùng nhìn nhá. Đây, anh em nhìn cụ thể hơn này. Đó, sạc sỡ và sẫm hơn một chút. Đó. Cái thời tiết của hai cái game này hiện tại đang như nhau anh em nhé. Đây là cùng một thời gian, cùng một thời điểm này, chúng ta nhìn thế này. Đó. Tràn viền thì chúng ta sẽ không bị mất một điểm ở đây đúng không? Mình thấy Vsmart vừa bị giật một chút và bây giờ mình sẽ cùng kiểm tra xem là mình setup có thể masking được hay không. Ultra thì sẽ không có rồi, HDR cũng không được anh em ạ, có HD nhá. Mình sẽ chỉnh ở chế độ cao và chế độ phong cảnh thì mình sẽ để như thực đi. Ok. HD cao và như thực nhá.
Bây giờ mình sẽ chỉnh ở trên nốt 8 xem như thế nào. Đúng rồi, này, chúng ta cũng sẽ để sản phẩm nốt 8 thì chúng ta chưa để được HD anh em ạ. Đây chúng ta cùng xem nhé, chưa để được HD này. Và chưa không có cao luôn. Có lẽ là nếu chúng ta sẽ cài ROM tiếng Việt thì mình sẽ có. Mình rất tiếc là mình không có bản nào đang cài sẵn ROM tiếng Việt đây để cho anh em xem rồi. Đấy. Ngay từ đầu chúng ta sẽ vào không cài được full hết nhá. Chúng ta sẽ không cài được như chiếc Vsmart Active nhá. Ok chưa? Chờ một chút là mình sẽ nhảy xuống và chơi thử xem như thế nào. Trên Vsmart thì mình vừa thấy bị giật một chút rồi. Đây, xem nha. Đó. Trên Redmi Note 8 thì tương đối là mượt. Bởi vì là hiện tại không chỉnh được lên HD. Chỉnh độ chế độ bình thường thôi. Và tốc độ khung hình cũng chỉ là chế độ bình thường thôi. Trên Active thì chúng ta sẽ chỉnh được lên chế độ tốc độ khung hình là cao rồi. Và chúng ta sẽ chỉnh được HD. Đó, chúng ta xem nào. Hiện tại tương đối là mượt. Chứ rồi mình nhảy hơi khu xa khu nhà. À, mai có cái nhà ở đây chắc có một khẩu súng đây rồi. Chắc sẽ có vũ khí ở đây. Đó. Cầm chiếc Vsmart trên tay ấy, thì nó khá là đầm anh em nhé. Pin của sản phẩm này cũng tầm khoảng 4.000. Đó. Nếu anh em nào thích cái camera thuộc thò thì có thể mua sản phẩm này là chơi là ok. Hiện tại nó có điều kiện bên ngoài, mình sẽ tìm và giết nó. Đó. Đây có lẽ là chỉ là một con bot thôi, chứ không phải là người, bởi vì bắn nó gà. Đó, rất là nhiều vũ khí luôn, chưa nhận rất là nhiều vũ khí luôn. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ cho chạy tự do đây nào. Đó, chạy đi đâu thì chạy, bây giờ mình sẽ chơi trên Note 8 nha. Mới đầu thì trên Vsmart thì bị giật ở lúc mà chúng ta đang vào chuẩn bị chờ chơi thôi, chứ còn vào chơi game thì khá là mượt đấy. Đấy, mình cho chạy anh em này. Đây, trên chiếc Note 8 nha. Đối với những sản phẩm này ấy, giá chỉ hơn 3 triệu anh em mua về chơi game cũng rất là ok. Trên Note 8 thì rất là nổi tiếng rồi, anh em nào gần như đã biết chiếc Redmi Note 8 khả năng của nó là như nào rồi đúng không? Pin tốt, máy rất là chắc chắn và bền bỉ này. Một sản phẩm của thương hiệu Xiaomi này. Đúng không? Đấy, chơi game mà trên những sản phẩm này thì những cái game mà anh em hay chơi ví dụ như PUBG hay là Liên Quân ở Việt Nam chúng ta ấy, thì mình nghĩ là chắc là đáp ứng thoải mái luôn. Rất là mượt nha, mình chưa thấy giật một chút nào trên chiếc Redmi Note 8 luôn nha. Và đây chỉ là bản mình cài file APK thôi chứ không phải giao cho Google Play. Bởi vì bản thân mặc định chiếc Redmi Note 8 khi chúng ta mua ấy, ngay từ ban đầu là chúng ta sẽ không có tiếng Việt, đây là bản sách tay nhé. Còn nếu mà chúng ta mua bản chính hãng ấy thì giá của nó cũng tương đối cao, trên 4 triệu rồi. Và chúng ta lúc đấy chúng ta cũng sẽ có tiếng Việt luôn. Còn bản sách tay như mình đang trải nghiệm anh em là hiện tại bên mình đang bán cái mức giá là mình đang nói chuyện với anh em và tầm bây giờ là tháng đầu tháng 1 năm 2020 thì mình bán lên mức giá là chỉ có 3.450.000 thôi nhá. 3.450.000 cho sản phẩm này thôi. Vsmart Active thì giá tầm khoảng 3.650.000, đắt hơn 200.000 anh em ạ. Và là bản chính hãng bảo hành 18 tháng tại Vsmart luôn, 1/1/101 ngày. Đây là sản phẩm của Việt Nam sản xuất tại Hải Phòng nhá. Đó. Các bạn có thể thấy nhìn là chơi rất là ok, không có giật lag gì đâu. Đây mình đã gặp thằng địch nữa này. Đó, mình gọi được thế. Thêm thằng ở xa này. Hết đạn anh em ạ. Đây có lẽ là những chỉ là những con bot thôi. Tiêu diệt chúng rất dễ luôn. Đó, các bạn nhìn nhau. Tiêu diệt rất dễ luôn. Nên chỉ là những con bot thôi. Này, có còn nó bùa đây. Thôi chết đi. Chơi rất là giật, không bị giật được cái này anh em ạ. Ngay từ đầu chắc là lúc đấy chỉ loát, nó chỉ lỗi mạng một chút thôi, chứ chơi rất là mượt luôn anh em. Đó. Và các bạn nhìn thấy này. Ok chưa? Màn hình thì trên chiếc Note 8 nó có màu sắc nó không được sặc sỡ bằng. Và cảm giác không cao cấp bằng trên chiếc Vsmart Active nha. Rồi mình sẽ vào thử YouTube xem như nào, cụ thể hơn để xem màn hình nhá. Cùng xem một cái video test màn hình xem nào. Thường thường nó có tên là 4K. À,
sẽ vào cái video mà anh em phải để test màn hình ấy, vào cái video video này đi, Sony độ phân giải chỉnh lên nào. Full HD thôi nhá, không phải 4K đâu. Đó. HD này. Đấy, mình sẽ chỉnh max độ sáng lên nhá. Sẽ chỉnh cái sáng hết cỡ lên. Rồi xem nhá. Ok, ngoài. Đó các bạn nhìn thấy này. Đó. Nhìn thấy đánh giá cụ thể hai chiếc màn hình luôn đúng không? Đó, trên V Smart ấy thì màu sắc rất là sặc sỡ nhá. Màu sắc sặc sỡ và cao cấp hơn, các bạn nhìn thấy này. Đó. Màu sắc sặc sỡ và cao cấp hơn. Cảm giác là cũng thật hơn luôn. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, trên chiếc Note 8 thì màu sắc nó nhợt nhạt hơn một chút. Bởi vì cảm giác nhìn nó không được cao cấp bằng. Đó. Và mình thích cái màn hình tràn viền như này. Đơn giản hai sản phẩm là như vậy thôi. Đó. Thì mình chỉ so sánh sơ qua như này thôi nhá. Mình chỉ dùng bình thường thôi. Mình không có chuyên sâu để chỉnh sửa hay cái gì cả. Và mình cũng không đánh giá chuyên sâu vào cái gì. Mình sẽ chạy trực tiếp cho anh em xem. Để anh em cảm nhận thôi nhá. Anh em thấy thích Vsmart này thì anh em cứ vào phần đặt hàng nhá. Thích Note 8 này cũng vậy thôi. Bên mình có ship COD trên toàn quốc luôn. Và khi nhận hàng anh em phải thanh toán nhá. Những sản phẩm này anh em đặt hàng không còn phải cọc luôn nhá. Và nhận hàng mới phải thanh toán. Đó. Cụ thể giá ấy, thì hiện tại đầu tháng 1 năm 2020 gần Tết rồi. Gần về Tết âm lịch rồi. Thì mình đang bán Vsmart Active 3 với giá là 3.650.000. Note 8 bản 4GB với giá là 3.450.000. Và sẽ thay đổi anh em nhé, có thể sẽ thay đổi, sẽ giảm giá hay là gì, tăng giá hay gì cả. Thì cụ thể nhất anh em cứ vào phần đường link phía dưới mô tả nhá. Hoặc website bên mình là mm.vn. Anh em xem trực tiếp thì qua bên mình là 1770 lệch chay nhé. Anh em xem thấy hay thì anh em cho mình một like nhá. Anh em có vấn đề thì các bạn anh em cứ comment ở bên dưới và anh em chia sẻ cho mọi người cùng xem. Subscribe kênh YouTube của mình để mình sớm đưa ra những clip để phục vụ anh em nhiều hơn. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Chào và hẹn gặp lại anh em.